Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh vlog của bạn đây. Thì khi mấy bạn xem video này thì mình nghĩ rằng là chắc các bạn cũng biết video hôm nay sẽ nói về cái gì rồi đúng không? Thì hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt đối với mình luôn bạn ơi. Và cũng đối với Sammy luôn. Những bạn nào mà là fan của mình và Sammy thì chắc chắn sẽ biết nè. Đó chính là ngày 17 tháng 2 là ngày kỷ niệm 2 năm mình và Sam yêu nhau mọi người ạ. Bởi vậy cho nên hôm nay mình đã chuẩn bị một món quà rất là đặc biệt để tặng cho Sam luôn. Và các bạn muốn biết món quà đó là gì không? Đừng quên hãy xem đến cuối video nha. Ok. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để lại cho Phong một like nè, một share nè, và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của Phong và Sammy để coi như là ủng hộ mình và chúc mừng mình và Sam nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ khoe cho các bạn những món quà mình có nha. Đầu tiên là mình có chuẩn bị để tặng cho Sam một chiếc bánh kem mọi người ạ. Thì chiếc bánh kem này á là mình kêu chị chủ, chị ấy khắc lên cho mình chữ Phong trái tim Sammy. Nhưng mà tự nhiên không, mình lỡ tay mình quẹt trúng, thế là bây giờ cái chữ Phong nó mất luôn cái chữ B vậy mọi người ơi, buồn ghê luôn á. Thôi mà không sao, chiếc bánh kem vẫn đẹp mọi người ạ. Ở đây thì mình có ghi thêm cái chữ là kỷ niệm 2 năm yêu nhau nè mọi người. Đó. Thì đây chính là món quà đầu tiên nè. Món quà tiếp theo chính là một chiếc bóng bay mọi người ạ. Không, một chiếc mà là gọi là 10 chiếc bóng bay. Rất là đẹp luôn. Ok. Và còn một phần quà đặc biệt nữa mà Phong sẽ bật mí gọi là sau video nha. Mấy bạn hãy xem đến cuối video nha. Quên. Còn đây là bé Cam. Ai kêu tôi đó? Chào mọi người đi Sam. Hello mọi người, đây chính là Sammy của tôi nè. Ok, thì Sam ơi, Sam nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày 17 tháng 2, kỷ niệm 2 năm. Đúng rồi, kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Ok, thì hôm nay nè, là Phong có một món quà tặng cho Sam nè, Sam thích không? Thích đúng không? Ủa sao chưa biết quà gì mà thích rồi? Trời ơi, quà là thích rồi, hôm nay kỷ niệm 2 năm thế nào ông cũng tặng tôi món quà cực kỳ ý nghĩa không? Rồi, ok, một món quà cực kỳ ý nghĩa đúng không? Rồi, ok, rồi bây giờ nè, Phong sẽ tặng nha, nhưng mà đầu tiên hãy nhắm mắt lại đã, nhắm mắt lại, rồi, ok. Thì đầu tiên món quà Phong tặng cho Sam. Ten 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 ten. Đây, mở mắt ra. Bùm, nguyên một chùm bóng bay luôn. Wow. Bóng bay trái tim mọi người ơi, màu hồng. Đúng rồi, bóng bay hình trái tim màu hồng luôn. Này màu xám của mình này, màu xanh đúng không? Trời ơi. Nhiều quá, nó che màn hình hết luôn rồi. Ok, rồi xong rồi đó Sam, hết rồi đó, coi như đây quà rồi. Nhọt cái mày đó. Đặc biệt vậy, cái gì mà còn trái tim không vậy? Ok, khoan, từ từ, giỡn mà, vẫn còn quà, chỉ nói giỡn thôi hiểu không? Vậy Cam. Cái gì vậy? Cam qua đây Cam hóng chuyện á Cam. Thôi cho bay. Cho Cam bong bóng bay đi, cho Cam bong bóng đi. Không không, đừng có đeo vô cổ nha bạn. Đeo vô tay Cam á, Cam thích chơi bong bóng lắm. Ok rồi, thôi được rồi. Rồi ok, và món quà tiếp theo nè. Bây giờ Sam nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại Cam. Nhắm lại. Ừ, che mặt Cam lại luôn. Rồi ok, đợi xíu nha. Tên tên tên. Tên 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 tên, mở mắt ra. Boom. Bánh kem luôn nha. Ở trên đó tôi có ghi là Phong trái tim Sam, nhưng mà tôi lỡ tay tôi quẹt chúng. Đâu tôi có ăn đâu, tôi đâu có ham ăn vậy đâu. Trời ơi trời. À, thấy không, trên đây nó có chữ kỷ niệm 2 năm yêu nhau nè. Đẹp không? Quá lãng mạn luôn. Đây, đây là món quà thứ hai mà Phong tặng cho Sam á. Ừ, còn một món nữa, trời ơi, còn một món rất là đặc biệt luôn. Sam thích bánh kem này không? Thích ăn sô-cô-la nhưng mà không sao, đây là món quà. Ok, thích ăn sô-cô-la hả? Hồi nãy Phong lên á, Phong cũng thấy có một cái bánh kem sô-cô-la. Phong tính mua rồi, nhưng mà cái bánh kem đó là có bánh kem có hình Spider-Man. Trời ơi, trời ơi, kỷ niệm nó hợp lý hơn, có hoa mọi người ơi. Đúng rồi. Mẹ này không? Kỷ niệm 2 năm yêu nhau là cái bánh kem nó phải có hoa đồ, cái kiểu nhìn nó mới gọi là lãng mạn chứ, tự nhiên không lấy bánh kem hình Spider-Man sao được. Trời ơi trời. Kỷ niệm yêu Spider-Man chứ mày là yêu tôi đó. Kỷ niệm 2 năm yêu Spider-Man. Ok, đó, đây là món quà thứ hai mà Phong tặng cho Sam nè. Ok. Thử đi, thử miếng coi. Thử miếng đi. Thử ăn miếng coi kem ngon không? Thử gì đây? Dùng cái tay á quẹt miếng kem thôi, sao thử miếng coi ngon không? Đây tôi thử cái lá coi. Ngon không? Lạc nhách à? Trời. Ai biểu bà ăn cái lá chi, ăn cái miếng kem kìa, cái kem màu trắng á, cái kem này là kem vani á, thơm lắm luôn á. Thơm không? Mùi sữa. Mùi sữa đúng rồi, thơm lắm luôn á. Ok, món quà tiếp theo mà Phong tặng cho Sam nè. Giờ Sam nhắm mắt lại đi. Cầm đi, cầm luôn. À? Ừ. Không sao, nhắm mắt lại đi. Ok, nhắm mắt lại nha. Món quà tiếp theo Phong sẽ tặng cho Sam nè.
Thôi giỡn, để tí. Ok các bạn ơi, bây giờ là tới món quà đặc biệt mà Phong đã chuẩn bị cho Sam nè. Đây là một món quà mà Sam đã thích rất là lâu rồi. Bây giờ Phong sẽ tặng cho Sam. Đây, các bạn thấy gì không? Ok, chuẩn bị nha. 1, 2, 3, mở mắt ra. Cái này là gì không? Xịn chưa? Mua hồng á. Mở thử đi. Tặng tôi một quà gì? Trời đất ơi là trời. Trời, sao không thích hả? Hả? Sao không thích hả? Thích, nhưng mà tôi sao? Đó, mở ra thử đi, khoe cho các bạn xem đi. Đây, Apple Watch là cái mà cũng gọi là nó cái đồ iPhone mọi người đây. Đúng rồi. Lúc trước các bạn Sammy thấy mình đeo một cái Apple Watch, xong Sam kêu rằng là nhìn nó thích quá à, nó có thể nghe được các kiểu, cho nên là Sam rất là thích luôn. Sam kêu mình là mua cho Sam một cái tặng không? Nhầm, Sam kêu rằng là Sam muốn tính mua một cái cam cho nên là à. Cam tính ăn trộm Apple Watch của ba hả? Đi ra chỗ khác. Ở đây chúng ta có một cái tai đeo màu hồng mấy bạn ơi. Ngày xưa Sam bảo rằng là Sam rất thích Apple Watch luôn, Sam tính mua. Nhưng mà Sam tiếc tiền quá, Sam kêu kiệt. Tiền. Cái này nó không ứng dụng nhiều. Sam kêu kiệt quá cho nên là Sam không chịu mua. Thôi thích lắm mà không muốn mua gì. Ok. Ui, đây màu hồng nè. Đúng rồi, Apple Watch màu hồng nha. Xịn chưa? Mở ra bình thường thôi hả? Đúng rồi, cứ mở ra bình thường thôi. Ui, xịn vậy? Thích không? Thích. Mình rất là ghét xài đồng hồ, nhưng mà Apple Watch thì mình lại kiểu cảm giác nó hơi thường mọi người, nhìn nó đẹp ý. Đúng rồi, đồng hồ bình thường đeo thì nó không được đẹp, không được sang chảnh như Apple Watch, hiểu không? Sao biết cái Apple Watch này nhiêu tiền không? Không biết. 15 triệu đó, xịn chưa? Đúng rồi, 15 triệu lận á. Trời ơi, cái Apple Watch này mà cầm thêm cái iPhone 11 nữa là quá đẹp luôn. Di sản này mọi người, di sản rất là lạ luôn á. Đúng rồi. Rồi, bây giờ tôi sẽ đeo thử nha. Đây, okay. Thử nè, nó mới đặc sắc nè. Mới đầu á là Phong tính mua cái màu trắng cho Sam, nhưng mà Phong sợ rằng là tôi sợ luôn á. Phong sợ đeo màu trắng cái đầu nó sẽ bị bẩn thành màu cháo lòng luôn mọi người ạ. Cho nên là Phong quyết định mua màu hồng. Ok. Ở khoan, để Phong đeo cho. Tôi đeo được mà. Sao tôi đeo nhầm chưa? Hơi lộ kỹ thuật mọi người thông cảm nhé. Đeo kiểu gì vậy? Đúng rồi, đeo lồng vào đây xong mình kích vào, đúng rồi. Sai rồi. Bạn ơi, mình đã đeo lại cho Sam mà Sam không biết đeo bạn ơi. Trời ơi. Vậy mà kêu biết đeo đồ à, khoe cho bạn coi. Màu hồng. Màu hồng luôn, quá đẹp. Giơ cao lên, giơ cao vậy nè. Siêu nhân biết hình. Thích không? Hả? Đẹp không? Đẹp. Đấy thì Phong cũng có một cái luôn các bạn ạ. À. Phong có một cái màu, nó màu đen. Đúng rồi. Còn Sam thì bây giờ Phong đã mua cho Sam một cái màu hồng. Đúng rồi. Sam là siêu nhân hồng nha. Ok mọi người ơi, thì thật sự là đây là món quà mình rất là thích của Phong, cần tặng cho mình kỷ niệm 2 năm luôn. Thì mình cũng đôi lời mình rất muốn cảm ơn mọi người đã gì ta quan tâm và theo dõi hai tụi mình đó. Thì mình mong thật là về năm sau là sẽ có kỷ niệm 3, 4, 5, 6, 7 năm. Mọi người ơi, mọi người đừng quên ủng hộ cho mình và Phong cần nha, và cũng đừng quên ủng hộ cho hai tụi mình nha. Rồi, tạm biệt mọi người ở clip sau cùng món quà của Phong cần. Ơi mấy bạn ơi, tính ra là Sam cảm ơn mấy bạn mà Sam không chịu cảm ơn mình luôn. Ủa, tôi cảm ơn mà. Cảm ơn ngày nào mới nghe rõ ràng cảm ơn mấy bạn, không cảm ơn tôi đâu. Rồi, cảm ơn Phong cực đẹp trai, Ok bạn ơi, thì mình quên mất, mình chưa nói cho các bạn nghe cái này nè. Không những là kỷ niệm 2 năm bọn mình chỉ có mỗi một video này không đâu nha, mà bọn mình có đến tận 2 video luôn các bạn ơi. Và video tiếp theo của mình nhân dịp kỷ niệm 2 năm đó chính là một video rap mọi người ạ. À. Và bài rap này có tên là Anh Hứa Là Yêu đó, một bài rap mà mình viết tặng cho Sam mọi người ạ. À. Ok, thì mấy bạn hãy hóng chờ bài rap này cùng với Phong nha. Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Yêu anh em phải nồi, và hẹn gặp lại anh em ở video rap nha mọi người nha. Bye bye.